Trưa thì nó ấm, chiều bắt đầu sương rồi, rét rồi. Cái nồi này nó nồi để nồi gì? Nồi cháo. Lúc nào cũng có nồi cháo đấy. À, có hôm nay thôi. À. Thank you.
Vâng, chào Hà Nội. Ông hôm nay bao nhiêu tuổi ạ? 80. Thế là ông vẫn khỏe đấy. Vâng. Ông có tập thể thao gì không? Đi lại. À. Đi thôi, không tập được. Đi lại này thôi. Vâng, đi lại là được cả đã tốt rồi. Tối là có hát múa gì không? Vâng, tối vẫn chắc là có văn nghệ đấy ạ. Trong cái đấy. Chắc là ngoài này. Vâng. Mưa, sương. Vâng. Z có nhóm lửa đấy chắc là không. Ừ. Nhóm lửa thì được một chỗ đấy. Cháu đây nhá. Dạ vâng. Z ăn đấy. Z. Chưa. Vâng.